chào các bạn, mình đang có mặt tại Vida địa chỉ hay là 7 Tân Phước, phường 6, quận 10. Và cái video clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tìm và bấm chọn bài hát cơ bản bằng remote trên cái chiếc đầu karaoke Erang Smart Car. Thì đây là cái chiếc đầu karaoke mình cũng đã giới thiệu đến các bạn ở cái video clip lần trước rồi. Đó thì đây là màn hình screen của cái chiếc đầu karaoke Erang Smart Car. Sau khi bạn gắn ổ cứng khởi động cái chiếc đầu karaoke của bạn lên thì đây là cái màn hình screen sau khi nó boot. Đó thì trên màn hình screen có rất nhiều những cái tính năng cơ bản, tuy nhiên mình chỉ quan tâm đến cái tính năng karaoke trong cái video clip ngày hôm nay thôi. Thì đây là cái chiếc remote truyền thống của Erang Smart Car. Sau khi dịch chuyển cái icon đến một karaoke thì chúng ta bấm enter để vào cái tính năng karaoke của chiếc đầu karaoke Erang Smart Car này. Thì đợi một tí xíu để cho nó lót dữ liệu từ ổ cứng. Thì cái thời gian lót dữ liệu từ ổ cứng của Erang Smart Car cũng khá nhanh, khi nó hiện lên cái bảng để bấm số chọn bài hát là nó đã lót dữ liệu xong rồi. Đó thì cái cách tìm và bấm chọn bài hát truyền thống trên đầu karaoke Erang Smart Car thì nó có hai cách. Thứ nhất là chúng ta sử dụng cái cuốn song list đi kèm với đầu karaoke Erang Smart Car để tìm bài hát, sau đó bấm mã số. Thì việc bấm mã số thực hiện trên cái chiếc remote này, như mình nói là có cái khu vực số đây, là bấm cái mã số thích hợp thì nó sẽ hiện ra tên bài hát. Và thứ hai đó là cái cách là tìm bài hát bằng cái nút search này, cái nút đầu tiên của dòng cuối cùng. Thì đây là cái nút hỗ trợ chúng ta tìm kiếm bài hát theo tên bài hát, nghĩa là bạn khi bạn bấm những chữ cái đầu trong tên bài hát thì nó sẽ hiện ra những cái danh sách bài hát phù hợp với những cái chữ cái đó. Và công việc của bạn là tìm cái bài hát bạn cần tìm mà thôi. Đó, chẳng hạn như mình sẽ thao tác lần lượt cho các bạn xem hai cái cách này nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ bấm bài hát bằng cách chọn số. Mình bấm đó, thì sau khi mình bấm 5 cái chữ số thì nó sẽ hiện cái tên bài hát ở bên dưới. Và việc của chúng ta là bấm cái nút Enter này thôi. Đó, thì trong quá trình phát một bài hát, hát một bài hát thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm. Thì bây giờ mình sẽ tìm kiếm bài hát và chọn bài hát bằng cái nút search này. Đó thì khi chúng ta bấm cái nút search thì nó sẽ hiện ra một cái khung có hai phần. Phần bên tay trái là nơi chúng ta nhập những cái chữ cái đầu trong tên bài hát. Đó, ở khu vực này. Và phần bên tay phải là nơi nó hiện những cái kết quả phù hợp ở đây. Thì bây giờ mình sẽ tìm kiếm một cái bài hát, chẳng hạn như là bài Đi Về Nơi Xa. Thì mình sẽ gõ những chữ cái đầu trong tên bài hát Đi Về Nơi Xa. Thì cái những cái phím chữ ở đây nó nằm chung với những cái phím số, rất là đơn giản. Nó sử dụng giống như việc nhắn tin điện thoại mà thôi. Đó, mình bấm là D V N X. Thì như bạn thấy là cái cột ở bên tay phải này nó sẽ hiện lên những kết quả phù hợp với cái những chữ cái đầu D V N X này. Thì bạn ý một tí xíu là trên những cái tên của những bài hát nó sẽ có những cái logo. Đối với những bài hát dạng MTV thì nó là cái logo MTV, còn đối với những cái bài hát mà dạng MIDI đó thì nó sẽ có những cái logo là cái nốt nhạc. Đó là dễ phân biệt, thì cho bạn chọn những cái dạng nhạc karaoke mà bạn thích để bạn hát thôi. Thì bây giờ mình sẽ chọn một cái bài Đi Về Nơi Xa dạng MIDI và một cái bài Đi Về Nơi Xa dạng MTV. Đó thì khi chọn xong, như bạn thấy là nó sẽ có một cái dấu tích màu xanh ở đây là chứng tỏ bài hát đã chọn xong. Thì bạn cũng có thể xem lại bài hát đã chọn xong bằng cái nút Selected này, là cái nút cuối cùng ở cái hàng thứ hai này. Đây là cái nút hiển thị những cái bài hát mà bạn đã chọn. Đó, như mình thấy. Đó thì ngoài ra trên remote còn rất nhiều những cái nút, chẳng hạn như nút Melody, Key, Tempo, Volume, hay nút chuyển đổi tông của nam và nữ. Đó. Và cái nút Audio Vocal này để bật tắt tiếng ca sĩ trên những cái bài hát dạng MTV. Đó. Thì bây giờ mình sẽ next qua. Đó thì đây là các bạn Đi Về Nơi Xa dạng MIDI. Mình sẽ tìm thêm một bài hát khác nữa. Thao tác rất là đơn giản với cái cách tìm và bấm chọn bài hát này. Đó, chẳng hạn như mình tìm bài Giấu Mưa thì mình sẽ bấm chữ D M thì nó sẽ hiện ra những cái bài hát có tên phù hợp
với những chữ cái đầu là dấu mưa. Đó, ở đây mình sẽ chọn một bài hát MTV đi. Rồi, ok, mình sẽ nét qua. Đó thì những bài hát MTV karaoke là những bài hát bạn có thể sưu tầm từ rất nhiều nguồn khác nhau trên mạng và đưa vào chiếc đầu karaoke các bạn. Đó, mình sẽ bật tắt tiếng ca sĩ cho bạn xem bằng cái nút audio vocal này. Thì việc chuyển đổi bật tắt tiếng ca sĩ trên chiếc đầu karaoke Arrange Smart K này khá mượt mà, nó không có độ rải hay lắc giật gì cả. Mình sẽ tắt cho bạn xem.